Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của bên em nhé. Và trong video ngày hôm nay thì là em lại sưu tầm được một số các cái dòng vàng xịn của Đài Loan, Audio Plan. Thì dòng này thì các bác quá là nó quá nổi tiếng rồi, không cần phải gọi là quảng cáo quá nhiều cái dòng này đúng không ạ? Audio Plan nó là dòng thiết bị đến từ Đài Loan xịn 100% luôn. Đấy, thì con này thì nó tên là Audio Plan DP 2035 mã các bác nhá. Thì con này thì nó thật là về cái hình thức thì các bác em cũng không phải đánh giá quá nhiều về dòng này, thực ra nó quá đẹp đúng không ạ? Thì nó nhắc nhắc giống với dòng của BF Audio 306D cộng đúng không ạ? Nó rất giống đúng không ạ? Nhưng mà con này nó là đời sản xuất trước con cái dòng 306D cộng. Đấy. Con này thì nó chạy một con chip DRAM của Pháp, và đây cái này thì nó làm tiếp mát hay làm cái gì em không rõ lắm thôi nhá. Thì đây con này chip và chip DRAM của Pháp, và tất cả máy bao zin toàn phần cho anh em. Từ cái lớp keo các bác nhìn này, keo nó từ bên kia như thế nào bên em để nguyên như vậy luôn. Các bác nhìn này. Đấy, tiếp mát hay làm gì đó em không rõ là cái bên hãng họ làm như nào. Tất cả các con đều y hệt như nhau và em đã y chang như vậy luôn các bác. Từ cái vỉ cái máy các bác nhìn còn nguyên chai chất luôn thôi nhá. Thì con này thì nó chạy chip DRAM của Pháp này, đầy đủ eco gì vật này. Đấy, rất là hay các bác nhá. Và trong video ngày hôm nay bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em số điện thoại này các bác nhá. Gọi trực tiếp giúp em số điện thoại này. Các bác đi quay kênh nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em các bác nhá. Nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em. Nhớ vào nhá các bác nhá. Rồi ok. Thì đây ạ. Nó là một phiên bản rất là đặc biệt đúng không ạ? Rất là đẹp. Mặt mũi của nó thì nói chung là sáng sủa đúng không ạ? Rất là đẹp. Con này có phần mềm đầy đủ các bác nhá. Phần mềm đầy đủ, chạy chip DRAM của Pháp, và bác như bác nào mà nhìn qua cái cấu hình của nó các bác nhìn vào đây ạ. Đó, nhìn cấu hình này cực chất luôn đúng không ạ? Cực chất luôn. Đó, chạy hai nguồn các bác nhá. Chạy hai nguồn và giữ cái phần ổ nắp của nó các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn đẳng cấp chưa? Tụ toàn là tụ cao cấp và nó làm rất là dày đặc, nó lọc rất là sạch các bác nhá. Đấy. Thì con này có trong hũ đầy đủ này, eco gì vật. Đó. Và tất cả các cái hệ thống mà các bác nhìn này. Độ chất của nó này. Đấy. Vỉ viết này, các bác nhìn chưa? Đấy. Các bác nhìn từ cái vết keo các bác nhìn còn zin nguyên rồi, các bác nhìn chưa? Đấy, đổ còn nguyên nhà máy luôn. Chạy chip chính là DRAM của Pháp, còn nó cái chip mà giải mã này là nó là con chip analog device thôi nhá. Con này thì nó sản xuất trước X5 thì nó có phần mềm đầy đủ cho anh em, nó chỉnh cũng giống giống X5 và phần mềm của nó cũng giống giống như luôn. Vậy luôn. Thì đằng con này rất nhiều cổng ra các bác nhá. Hai cổng chính này, một cổng center, một cổng sub và hai cổng sudo đầy đủ cho anh em luôn. Và có hai cổng thu âm các bác nhá. Ngõ vào thì gồm một cổng vào, hai cổng vào này các bác nhá. Đấy. Ok chưa các bác? Đấy, lúm của nó các bác nhìn vặn này, rất là sướng, tạch 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 tạch, rất là sướng các bác nhá. Đấy. Các bác nhìn này. Đấy, phần mềm của nó cũng rất là mặt giao diện và phần mềm cũng rất giống X5. Đấy, nó là phần lên này là phiên bản tiền nhiệm của dòng X5. Đấy các bác nhá. Phần mềm đầy đủ cho anh em, và em alo thử cho các bác nghe nhá. Lên 672 và nhà rất là hay các bác nhá. Lên 1267, lên 234567, lên con đường xứ em đi. Lên 2672 3456. Và nhà rất là hay không nhá. Đầy đủ eco gì vật, chống hú. Và con này nó có thêm chức năng là nâng tiếng cho mic. Đó, tạo tiếng hiệu ứng cho mic các bác nhá. Exciter cho mic. Đó. Có phần mềm đầy đủ cho anh em luôn. Eco gì vật đủ. Đấy. Mặt mũi đẹp đúng không ạ? Và giá thành của nó rất hợp lý các bác nhá. Một cây như này bên em đang bán cho các bác giá chỉ có 1.150.000 một cây các bác nhá. 1.150.000 một cây, bao ship cho anh em và bao test cho anh em 1 tháng. Lỗi đổi con mới cho anh em luôn. 1.150.000 một cây, bao ship cho anh em và bao test cho anh em 1 tháng các bác nhá. Lỗi đổi con mới cho anh em luôn, và hoặc là lại tiền nếu trong trường hợp bên em không có, hoàn lại tiền hoặc đổi con mới các bác nhá. Đấy, tất cả các sản phẩm này bên em đã bao ship tận nhà cho anh em rồi. 1.150.000 các bác nhá, bao ship cho anh em. Nó không có Bluetooth, không có cổng quang các bác nhá. Tất cả những dòng văn bãi không có nào có Bluetooth cả các bác nhá. Không có Bluetooth, không có cổng quang. Đấy. Ok chưa các bác? Đấy, phụ kiện chẳng có cái gì cả các bác nhá. Bên em bán giá vật tư, tất cả các sản phẩm bên em bán không tặng một sản phẩm gì cả các bác nhá. Bên em báo giá trực tiếp cho anh em để anh em về xài luôn. Là có nghĩa là một con máy này và một cái dây nguồn để cho anh em test các bác nhá. Một máy và một dây nguồn, của tất cả anh em nào mua dây dọ gì thì bên em bán kèm theo các bác nhá. Đấy, là bên em sẽ báo giá cho các bác thích mua giá của dây gì bên em sẽ báo cho đấy. Còn tất cả những sản phẩm này nó thật các bác là bên em bán giá trực tiếp cho anh em luôn, không gọi là kèm theo bia kèm lạc các bác nhá. Không kèm bia kèm lạc để bán giá trực tiếp cho anh em về xài. Đấy, giá chính xác của cái sản phẩm này nó như thế nào các bác nhá. Đấy, còn rất nhiều anh em mà hỏi là bên này bên kia người ta tặng dây này thì ra cho các bác là có ai cho không ai cái gì đâu ạ. Tất cả nó tính vào sản phẩm hết. Ví dụ như con này bán 1.150.000 thì ví dụ trong trường hợp bác nào thích tặng thì người ta là tính tiền cao lên các bác nhá. Chứ cũng không có chuyện là người ta tặng đâu các bác nhá. Rồi ok, bên em bán giá trực tiếp cho anh em coi là cái này là 1.150.000 một cây, bao ship cho anh em, bao test cho anh em 1 tháng, lỗ đổi con mới cho anh em luôn, hoặc hoàn lại tiền các bác nhá.
bên em chế độ bao test cho anh em luôn, tất cả anh em đều như thợ đấy, người tiêu dùng như người thợ luôn, em bán giá trực tiếp đấy các bác nhá. Vang audio plan DP2000 và là mã rất chất các bác nhá, 1.150.000. Anh em nào có nhu cầu mua thì gọi điện thoại trực tiếp giúp em số điện thoại luôn các bác nhá, và trực tiếp giúp em số điện thoại này luôn. Các bác đi qua kênh nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em nhá các bác nhá.